chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hôm nay chúng mình sẽ chuyển sang một chủ đề mới, đó là chủ đề đi học vui sao. Bài đầu tiên hôm nay chúng mình học trong chủ đề này đó là bài 9, đọc cô giáo lớp em. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết bức tranh dưới đây vẽ những gì. Trong bức tranh dưới đây đó là hình ảnh tranh vẽ cô giáo đang hướng dẫn các bạn học sinh học bài. Cô giáo tươi cười, dịu dàng trong khung cảnh nắng và đang tràn vào lớp qua khung cửa sổ đấy. Vậy đó chính là nội dung và suy nghĩ về bài thơ tình cảm của một học sinh đối với cô giáo của mình. Một cô giáo nhiệt huyết, say mê với nghề giáo, dịu dàng tận tụy với các em học sinh. Vậy chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn trong bài đọc ngày hôm nay, đó là bài Cô giáo lớp em. Chúng mình cùng nhau luyện đọc bài đọc nhé. Bây giờ cô mời các em hãy chú ý lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài và đọc thầm theo cô nhé. Cô giáo lớp em, sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi. Đáp lời chào cô ạ, cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết, gió đưa thoảng hương nhài. Nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng, ấm trang vở thơm tho. Yêu thương em ngắm mãi, những điểm 10 cô cho. Bài thơ này của tác giả Nguyễn Xuân Xanh. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu bài thơ Cô giáo lớp em. Các em lưu ý khi đọc bài chúng mình cần đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng theo nhịp 2-3 hoặc 3-2 của bài thơ. Dừng hơi lâu ở sau mỗi khổ thơ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc một số từ khó nhé. Các em hãy quan sát và lắng nghe cô giáo đọc. Nào. Nào, mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo, lớp. Lớp, cô mời các em đọc lại nào. Chúng ta phân biệt giữa âm N và âm L. Tiếp tục chúng mình phân biệt tiếng lớp với tiếng nắng. Các em nghe cô đọc. Nắng. Nắng, mời các em đọc lại nào. Chúng ta phân biệt phụ âm đầu L và N. Tiếp theo, viết. Viết, cô mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo đó là vào. Vào, chúng mình đọc lại nhé. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc một số tiếng từ khó ở trong bài. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc từng khổ thơ. Trước tiên chúng mình cùng nhau quan sát lại bài thơ và cho cô biết bài thơ này được chia làm mấy khổ thơ. Các em ạ, bài thơ này được chia làm 3 khổ thơ đấy. Khổ thơ thứ nhất gồm 4 dòng thơ đầu. Khổ thơ thứ hai là 4 dòng thơ tiếp theo. Và khổ thơ thứ ba đó là 4 dòng thơ còn lại. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ nhé. Chúng mình cùng nhau quan sát, lắng nghe cô giáo đọc mẫu khổ thơ 1. Khi đọc khổ thơ 1, chúng mình sẽ đọc cả tên đề bài. Cô giáo lớp em, sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi. Đáp lời chào cô ạ, cô mỉm cười thật tươi. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc khổ thơ 1 nhé. Chúng mình cùng nhau quay trở lại màn hình nào. Vừa rồi chúng mình đã luyện đọc đoạn khổ thơ 1 của bài.
Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc tiếp khổ thơ thứ hai nhé. Các em nghe cô giáo đọc mẫu. Cô dạy em tập viết. Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Cô mời các em hãy đứng tình hình để chúng ta luyện đọc đoạn khổ thơ thứ hai. Các em luyện đọc xong chưa? Chúng mình cùng nhau quay trở lại màn hình nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc tiếp khổ thơ thứ ba. Nghe cô giáo đọc mẫu. Những lời cô giáo giảng, ấm trang vở thơm tho, yêu thương em ngắm mãi, những điểm 10 cô cho. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc khổ thơ thứ ba. Cô mời các em quay trở lại màn hình nhé. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ một. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài. Các em hãy nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Cô giáo lớp em, sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi, đáp lời chào cô ạ. Cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em tập viết. Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Những lời cô giáo giảng, ấm trang vở thơm tho, yêu thương em ngắm mãi, những điểm 10 cô cho. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài thơ. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài thơ này. Chúng mình cùng nhau luyện đọc lại khổ thơ 1. Các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc khổ thơ 1 nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Nghe cô giáo đọc lại khổ thơ thứ nhất. Sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi, đáp lời chào cô ạ. Cô mỉm cười thật tươi. Cho cô biết, ở khổ thơ thứ nhất, cô giáo đã đáp lại lời chào của các bạn nhỏ như thế nào? Các em ạ, khi được các bạn nhỏ chào, thì cô giáo đáp lại lời chào của các bạn nhỏ bằng cách cô mỉm cười thật tươi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc lại đoạn khổ thơ thứ hai để trả lời câu hỏi 2 nhé. Cô dạy em tập viết. Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Hãy tìm cho cô những câu thơ cảnh vật khi cô dạy em đọc bài. Các em ạ, trong khổ thơ thứ hai, những cảnh vật mà cô giáo tả cảnh khôi khi cô giáo dạy các em học bài đó là gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Đó là những câu thơ tả cảnh vật khi cô dạy em học bài đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc thầm lại toàn bài thơ để trả lời cho cô câu hỏi sau. Bạn nhỏ đã kể những gì về cô giáo của mình? Các em ạ, bạn nhỏ đã kể là cô đến lớp rất sớm, cô vui vẻ dịu dàng, cô mỉm cười thật tươi để đáp lời chào của học sinh, cô dạy các bạn tập viết và cô giảng bài đấy. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Qua bài thơ, em thấy tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô giáo như thế nào? Các em ạ, qua bài thơ, chúng mình thấy tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô giáo đó là bạn nhỏ rất yêu quý và yêu thương cô giáo của mình đấy. Như vậy, qua bài đọc ngày hôm nay, chúng mình phải hiểu được rằng cô giáo của lớp chúng ta là người đã luôn chăm sóc chúng ta khi chúng ta đến lớp, giúp chúng ta học bài và cô luôn vui vẻ với các em, giảng dạy cho các em những điều mà các em chưa biết. Và chúng mình phải cần tôn trọng lễ phép với thầy cô giáo của mình nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Yêu cầu luyện tập như sau. 1.
nói câu thể hiện sự ngạc nhiên của em. A. Lần đầu được nghe một bạn hát rất hay. B. Được bố mẹ tặng một món quà bất ngờ. Vậy chúng mình sẽ nói như thế nào để thể hiện sự ngạc nhiên? Ý A, chúng mình sẽ nói: "Ôi, bất ngờ quá, sao bạn hát hay thế?" Hoặc chúng mình có thể nói như sau: "Ôi chao, mình không ngờ bạn có thể hát hay đến thế." Câu B, chúng mình nói như sau: "Ôi, bất ngờ quá, đúng đồ chơi con thích, con cảm ơn bố ạ." Hoặc chúng mình có thể nói: "A, cái áo này đẹp quá, con thích vô cùng, con cảm ơn mẹ ạ." Như vậy chúng mình sẽ biết nói câu thể hiện sự ngạc nhiên của mình khi chúng ta nhận được món quà hoặc nghe một bạn hát hay đấy. Chúng mình cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ hai: nói câu thể hiện tình cảm của em đối với thầy cô giáo của mình. Đây là câu hỏi mở, các em có thể nói những câu nói thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô giáo nhé. Ví dụ, chúng mình có thể nói là: "Em yêu cô rất nhiều." Hoặc là: "Em rất yêu quý cô giáo của em." Hoặc là: "Con cảm ơn cô vì cô đã dạy con học bài." Có rất nhiều câu nói thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô giáo đấy. Vậy các em hãy tập thể hiện câu nói tình cảm của mình đối với thầy cô giáo và chia sẻ với bạn bên cạnh hoặc chia sẻ với người thân của mình nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like, đồng hộ kênh, comment để lưu ý.